Hello, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Khoảng một năm trước thì nhà DJI đã tung ra phiên bản drone Avatar rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Nó đã làm thay đổi cuộc chơi FPV drone rất là nhiều và giúp cho những người mới dễ dàng làm quen với FPV drone. Và sau một năm chờ đợi thì DJI đã tiếp tục tung ra phiên bản drone Avatar tiếp theo. Và không cần nói nhiều thêm nữa, các bạn hãy cùng chúng mình trải nghiệm chiếc drone mới nhất từ nhà DJI, đó là DJI Avatar 2. Nếu mà lựa chọn phiên bản Fly More Combo như ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một body máy cùng với tay cầm và kính goggle thế hệ mới. Vậy thì cùng xem trên thực tế là những cái thiết bị này có điều gì khác nhé. Đầu tiên, đối với body máy Avatar 2, khác biệt dễ thấy nhất chắc chắn là thiết kế của nó. Tổng thể thiết kế của Avatar 2 đã được thay đổi khá là nhiều. Cụ thể thì nó thon gọn và dài hơn một chút so với người tiền nhiệm Avatar. Nó vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, thậm chí là còn nhẹ hơn một chút so với thế hệ trước. Nhìn chung thì đây vẫn là một chiếc drone nhỏ gọn và rất là nhẹ. Các bạn có thể cất vừa vào bất kỳ chiếc ba lô camera nào và dễ dàng mang theo người khi mà di chuyển. Các phần cánh quạt của nó cũng không có nhiều thay đổi lắm, rất là nhỏ gọn và chắc chắn với các vòng nhựa bảo vệ xung quanh, cho phép người dùng bay gần các vật cản, thu về những shot quay chi tiết và ngoạn mục. Avatar 2 tích hợp hệ thống truyền tải video O4, giúp truyền video có độ trễ thấp hơn và đồng bộ với chuyển động của drone. Khoảng cách truyền của Avatar 2 có thể lên tới 13 km, hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu lên tới 100fps ở độ phân giải 1080p. Theo như nhà sản xuất thì Avatar 2 sử dụng pin rời và thời lượng bay của nó sẽ lâu hơn so với phiên bản trước. Và nếu có thể thì mình khuyên các bạn nên mua bản Fly More Combo có bao gồm 3 viên pin cùng tốc sạc. Điều này sẽ giúp bạn chủ động và có trải nghiệm bay thú vị và bền bỉ hơn. Camera của Avatar 2 được nâng cấp sử dụng cảm biến CMOS 1/1.3 inch, lớn hơn so với cảm biến 1/1.7 inch của Avatar thế hệ trước, và nó có hỗ trợ chế độ màu D-Log-M 10 bit, có thể ghi lại nhiều chi tiết hơn trong cả điều kiện đủ sáng hay thiếu sáng và giúp chúng ta can thiệp nhiều hơn trong quá trình hậu kỳ. Bên cạnh đó thì khả năng chống rung của máy cũng được cải thiện hơn nữa. Với cảm biến mới thì camera của Avatar 2 có khả năng ghi lại hình ảnh tốt hơn, và đó sẽ là lựa chọn không hề thua thiệt so với camera của các dòng flycam khác của nhà DJI. Tiếp theo, chúng ta sẽ được trang bị một chiếc tay cầm điều khiển bằng cử chỉ thế hệ mới RC Motion 3 cho Avatar 2. Ở những video trước thì chúng mình đã giới thiệu về tay cầm RC Motion rồi. Đây là tay cầm nhỏ gọn hơn, chỉ cần sử dụng một tay để thao tác và giúp người dùng có trải nghiệm thú vị và đơn giản hơn. RC Motion 3 của Avatar 2 đã có một chút thay đổi so với phiên bản trước là RC Motion 2. Đó là thiết kế của tay cầm sẽ không thái hợp hơn, giúp tăng sự thoải mái khi cầm và điều khiển bằng một tay. Ngoài ra, giống như phần body máy thì phiên bản tay cầm này sẽ nhẹ hơn và có thời lượng pin trâu hơn so với phiên bản trước đó. Và cuối cùng, Avatar 2 sẽ đi cùng với phiên bản kính Goggle 3 mới nhất. Goggle 3 có thiết kế tích hợp giữa kính và dây đeo, khác biệt so với thiết kế không tích hợp của Goggle 2. Mình nghĩ rằng đây là một thay đổi hợp lý, vì giờ đây khi mà đeo kính Goggle 3 thì chúng ta có thể dễ dàng nâng nó lên trán hay là đeo ở cổ như thế này trong những lúc mà chưa cất cánh. Và cả khi đeo kính thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ra môi trường ở bên ngoài nhờ có hai camera ở trước mặt kính, rất là tiện luôn. Chiếc kính này vẫn có khả năng điều chỉnh diop cho những ai bị cận thị. Ở phiên bản trước thì người dùng có thể điều chỉnh từ -8 diop tới +2 diop, nhưng với Goggle 3 thì kính chỉ hỗ trợ chỉnh là -6 diop cho tới +2 diop. Không biết là với mọi người thì có ảnh hưởng gì không, nhưng mà với mình thì đây cũng không phải là vấn đề lớn. Kính Goggle 3 còn có một khả năng đặc biệt nữa, đó là có thể kết nối với điện thoại thông qua Wi-Fi để phát nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên ứng dụng DJI Fly. Nhờ tích hợp nhiều thay đổi và cải tiến mới, DJI Avatar 2 sẽ trở thành sản phẩm FPV drone đầy hứa hẹn và đáng mua nhất năm nay. Vậy thì sau khi xem tổng quan về chiếc FPV drone mới nhất của nhà DJI thì bạn có đánh giá gì? Hay là bạn có nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm xứng đáng để xuống tiền mua hay không? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment nhé. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.